tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Trong bản tin Canada và thế giới trưa ngày 14 tháng 7 hôm nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên bắt buộc đối với hành khách đi máy bay đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ tiếp tục lại vào tuần tới, các ca bệnh động mùa khỉ ở Canada đã tăng 59% chỉ trong 9 ngày. Khoảng bồi thường 5 ngày của Rogers là thiếu sót hoàn toàn, theo chuyên gia pháp lý. Các chai serum vitamin C chăm sóc da bị thu hồi do nguy cơ có thể gây xước và rách. Liệu thêm muối vào các bữa ăn có thể làm giảm tuổi thọ của bạn hay không? Làn sóng Covid-19 mới đang cạn quét châu Á, chủ yếu do biến thể BA.4 và BA.5 Việt Nam yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị ứng phó khi ca mắc sốt xuất huyết gia tăng. Lũ lụt ở Tây Nam Virginia, Hoa Kỳ khiến hàng chục người bị mất tích và hơn 100 ngôi nhà bị tàn phá. Một video hướng dẫn cách để sống sót sau một cuộc tấn công hạt nhân do giới chức New York City ban hành khiến người dân hoang mang. Hãng xe Hyundai Motor ra mắt chiếc sedan điện đầu tiên để cạnh tranh với Tesla. Phát hiện bước chân dung tự họa chưa từng được nhìn thấy trước đây của Vincent van Gogh nhờ chụp x quang Hoàng Anh xin kính chào và hoan nghênh quý vị và các bạn đến với bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Ngay sau đây là bản tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên bắt buộc đối với hành khách đi máy bay đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ tiếp tục lại vào tuần tới. Xét nghiệm đã bị đình chỉ sau sự đình trễ lớn tại các sân bay. Chính phủ liên bang đã thông báo rằng họ sẽ tiếp tục lại xét nghiệm COVID-19 ngẫu nhiên bắt buộc đối với du khách quốc tế đến 4 sân bay lớn vào tuần tới. Ottawa ban đầu đã đình chỉ xét nghiệm ngẫu nhiên đối với những du khách đã được tiêm chủng đầy đủ vào tháng trước sau khi thủ tục này đã gây ra sự đình trệ lớn và các hàng dài tại các sân bay mặc dù xét nghiệm vẫn được thực hiện đối với những người không được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ nhưng những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ sẽ một lần nữa phải xét nghiệm bắt buộc ngẫu nhiên mặc dù chính phủ đang chuyển việc xét nghiệm ra khỏi sân bay đến các địa điểm gần đó chẳng hạn như là tại các hiệu thuốc khách du lịch cũng có thể đặt một cuộc hẹn để tự lấy mẫu trực tuyến những du khách đã được tiêm phòng đầy đủ đến Toronto, Calgary, Vancouver và Montreal có thể bị xét nghiệm ngẫu nhiên bắt đầu từ thứ ba tuần tới này. Để đủ điều kiện là một khách du lịch đã được tiêm chủng đầy đủ, một người phải nhận được hai liều vaccine được công nhận như là Pfizer, Moderna hoặc là AstraZeneca hoặc là một mũi tiêm vaccine Johnson Johnson. Chính phủ cho rằng việc xét nghiệm ngẫu nhiên đối với những người đi máy bay là cần thiết để giúp phát hiện các biến thể COVID-19 mới những người được chọn để kiểm tra ngẫu nhiên phải hoàn thành xét nghiệm trong vòng một ngày kể từ khi họ đến. Các ca bệnh động mùa khỉ ở Canada đã tăng 59% chỉ trong 9 ngày qua. Canada hiện có 477 trường hợp được xác nhận mắc bệnh động mùa khỉ ở nước này, với con số tăng lên ở 3 tỉnh trong tuần trước. Cơ quan Y tế Công cộng Canada mới đây công bố, Kể từ ngày 4 tháng 7, tổng số 177 trường hợp mới đã được xác nhận trong cả nước, tức là tăng 59% số trường hợp trong 9 ngày qua. Tỉnh Quebec tiếp tục có tỷ lệ người mắc bệnh do virus là nhiều nhất, với 284 trường hợp tính đến ngày 13 tháng 7, tăng từ 211 trường hợp vào tuần trước. Nhưng tỉnh Ontario lại chứng kiến sự gia tăng nhiều nhất các trường hợp trong tất cả các tỉnh, từ 77 ca tính đến ngày 4 tháng 7 đến nay đã xác nhận 156 trường hợp. Tỉnh British Columbia cũng chứng kiến sự gia tăng số ca lần đầu tiên sau nhiều tuần, với 29 ca hiện đã được xác nhận so với chỉ 4 ca trước đó. Tỉnh Alberta thì tiếp tục có 8 trường hợp được xác nhận, không thay đổi so với lần cập nhật trước. Bệnh động mùa khỉ gây ra các triệu chứng giống như là bệnh cúm và các tổn thương trên da được truyền sang người từ động vật do virus orthopox virus gây ra có liên quan đến bệnh đậu mùa. Theo cơ quan y tế công cộng Canada, các cá nhân có thể bị nhiễm bệnh khi tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm bệnh hoặc là dùng chung các vật bị ô nhiễm bao gồm khăn trải giường hoặc là khăn tắm. Cơ quan y tế Canada cho biết sẽ tiếp tục thu thập và phân tích thông tin dịch tễ học để xác định xem có bất kỳ rủi ro sức khỏe nào gia tăng đối với người dân Canada hay không. Khoảng 60 quốc gia mà trước đây bệnh đậu mùa khỉ không lưu hành đã báo cáo sự bùng phát của bệnh do virus gây ra. Với số ca được xác nhận hiện là 10.400 người. Bệnh chủ yếu xảy ra ở Tây và Trung Phi và chỉ thỉnh thoảng lây lan ở những nơi khác. Tổ chức y tế thế giới đã thông báo, ủy ban khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ của họ sẽ triệu tập lại vào tuần tới để xem xét các xu hướng bùng phát và xem các biện pháp đối phó hiệu quả được thực hiện chống lại virus này như thế nào. Về khoản bồi thường từ Rogers Communication do sập mạng một chuyên gia pháp lý cho biết, động thái của Rogers Communications để bồi thường cho khách hàng của mình với khoản tiền tương đương 5 ngày dịch vụ sau sự sập mạng vào tuần trước là hoàn toàn không phù hợp. Con số 5 ngày được dựa trên niềm tin rằng thiệt hại đối với các cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể được định lượng chỉ dựa trên một phần của chi phí hàng tháng, giáo sư quản trị luật và đạo đức Richard LeBlanc của Đại học York cho biết. Giáo sư giải thích rằng các doanh nghiệp đã không thể thanh toán, không bán hàng, không hợp, không thể làm việc và do đó thiệt hại sẽ còn lớn hơn thế. Rogers đã đưa ra thông báo này thông qua một tuyên bố được đăng trên Twitter, nói rằng đó là bước đầu tiên trong việc lấy lại niềm tin của khách hàng. Ông LeBlanc cho biết đó là một bước đi đầu tiên tốt và nó thể hiện thiện chí của công ty, nhưng đây cũng mới là điều tối thiểu mà họ có thể làm. Ở bước tiếp theo, Ông tin rằng Rogers nên tìm cách điều chỉnh chiến lược bồi thường của mình để phù hợp hơn với các đối tượng khách hàng khác nhau, từ cá nhân tới hộ gia đình và doanh nghiệp, vì thiệt hại đối với mỗi nhóm là khác nhau. Ngoài ra, thì Rogers đã phải đối mặt với một vụ kiện tập thể được đệ trình vào hôm thứ Hai, thay mặt cho những khách hàng mà có hợp đồng với Rogers Fido Mobile hoặc là Chat Mobile, những người mà đã không thể sử dụng dịch vụ vào thứ Sáu hoặc là thứ Bảy. Jasmine Garnett, Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề quốc gia tại Liên đoàn các doanh nghiệp độc lập Canada CFIB cho biết, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khoản bồi thường trên 5 ngày khả năng cao sẽ không đủ để bù đắp doanh thu bị mất. Rogers nên bồi thường cho các doanh nghiệp bằng một tháng dịch vụ miễn phí. Serum Vitamin C chăm sóc da bị thu hồi do có nguy cơ gây xước và rách da Bộ Y tế Canada đang yêu cầu công chúng ngay lập tức ngừng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da mang nhãn hiệu Vichy có tên là Lift Active Peptide C. Sản phẩm này được đựng trong ống 1,8 ml, sử dụng một lần và bị thu hồi do có nguy cơ gây rách và xước da. Theo thông báo thu hồi của chính phủ, sản phẩm của Pháp đã xuất hiện trong một số video TikTok về chăm sóc da với hàng trăm ngàn lượt xem, được đóng gói trong một ống thủy tinh vô trùng Điều đáng chú ý là những ống này có thể trở nên giòn theo thời gian và trong các điều kiện bảo quản nhất định. Tình trạng này không bảo đảm quá trình mở hộp và sử dụng sản phẩm an toàn và có thể gây ra nguy cơ bị đứt tay khi người dùng mở ống thuốc. Vichy đã bán được 752.110 sản phẩm ở Canada từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 5 năm 2022, đã nhận được 23 báo cáo liên quan đến các sự việc gây xước hoặc là rách da ở Canada tính đến ngày 27 tháng 6 năm 2022. Các sản phẩm bị thu hồi bao gồm Lift Active Collagen và Lift Active Peptide C của Vichy. Liệu thêm muối tại bữa ăn có thể làm giảm tuổi thọ của bạn hay không? Thêm muối từ bình rác muối hàng ngày vào bữa ăn tối có thể đóng góp nhiều hơn là hương vị cho cuộc sống của bạn theo một nghiên cứu mới, những người luôn thêm muối vào thức ăn nấu chín có nhiều khả năng tử vong sớm hơn là những người hiếm khi thêm muối vào thức ăn của họ. Các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu của hơn 500.000 người và phát hiện ra rằng, những người luôn thêm muối vào bữa ăn của họ tại bàn ăn tối có nguy cơ tử vong sớm tăng 28% so với những người không bao giờ ăn thêm muối. Điều này có nghĩa là ở độ tuổi 50, phụ nữ và nam giới lần lượt bị giảm tuổi thọ của họ là 1,5 năm đối với phụ nữ và 2,28 năm đối với nam giới. Theo Luki, là giáo sư của Đại học Tulane và là tác giả chính của nghiên cứu này cho biết, nó cung cấp bằng chứng mới để hỗ trợ các khuyến nghị, sửa đổi hành vi ăn uống để cải thiện sức khỏe, ngay cả khi giảm lượng natri một cách khiêm tốn, bằng cách thêm ít hoặc là không thêm muối vào thức ăn tại bàn ăn cũng có thể đem lại lợi ích sức khỏe đáng kể, đặc biệt là khi nó đạt được trong dân số nói chung. Nghiên cứu này được công bố vào hôm thứ hai trên tạp chí Tim mạch châu Âu nhằm điều tra tác động của việc bổ sung natri trong chế độ ăn uống của một người. Bởi vì muối là một phần quan trọng của hương vị bữa ăn và có thể thay đổi nhiều giữa các loại thực phẩm, các nhà nghiên cứu đã chọn tập trung hoàn toàn vào tác động của việc thêm muối ngay trước khi dùng bữa. Thay vì đo lượng muối được thêm vào trong quá trình nấu ăn hoặc đã có mặt trong thực phẩm chế biến sẵn. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ ngân hàng Biobank của Vương quốc Anh, một nhóm nghiên cứu gồm hơn 501.000 người từ Vương quốc Anh, khi tham gia nghiên cứu từ năm 2006 đến năm 2010. Những người tham gia được yêu cầu đánh giá tần suất họ thêm muối vào thức ăn của mình. Những người tham gia được theo dõi trung bình trong 9 năm và trong thời gian nghiên cứu này, 18.474 trường hợp tử vong sớm, được định nghĩa là chết trước 75 tuổi, đã được ghi lại trong số những người tham gia. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã xem xét lượng muối bổ sung mà những người tử vong sớm đã báo cáo, đã thêm vào so với những người không tử vong sớm, để đánh giá tác động của lượng muối bổ sung này đối với nguy cơ giảm tuổi thọ. Các mẫu nước tiểu cũng đã được thu thập lúc ban đầu. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng những rủi ro này đã giảm nhẹ ở những người tiêu thụ nhiều trái cây và rau quả, mặc dù mối liên quan này không đáng kể. Theo nhà nghiên cứu cho biết, trong chế độ ăn uống của phương Tây, thêm muối vào bữa ăn chiếm 6 đến 20% tổng lượng muối ăn vào và cung cấp một cách riêng biệt để đánh giá mối liên quan giữa lượng natri ăn vào thường xuyên và nguy cơ tử vong. Trong một bài xã luận đi kèm với nghiên cứu, Annika Rosengren là nhà nghiên cứu cấp cao và là giáo sư y khoa tại Đại học Gothenburg của Thụy Điển, nhấn mạnh rằng những phát hiện này không có nghĩa là tất cả chúng ta nên cố gắng ăn thực phẩm nhạt nhẽo không có muối, vì mối quan hệ giữa muối và sức khỏe rất phức tạp. Bà nói, với nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy rằng việc hấp thụ rất ít natri có thể không có lợi hoặc là thậm chí có hại. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa các khuyến nghị trên cơ sở cá nhân và các hành động trên quy mô dân số. Cho đến nay, những gì bằng chứng chung quanh về muối dường như chỉ ra rằng những người khỏe mạnh tiêu thụ những gì tạo thành mức bình thường của muối thông thường không cần phải lo lắng quá nhiều về lượng muối của họ. Thay vào đó thì để đối trọng với tác hại tiềm ẩn của muối và vì nhiều lý do khác, chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả nên được ưu tiên đối với từng cá nhân cũng như là dân số. Tuy nhiên, những người đã được bác sĩ xác định là có nguy cơ cao mắc các vấn đề như là tim mạch và đã ăn nhiều muối có thể nên xem xét các giảm lượng muối họ thêm vào so với lượng thức ăn của họ đã có, theo giáo sư Rosengren đã tuyên bố. Ở cấp độ cá nhân, phạm vi tiêu thụ muối tối ưu hoặc là điểm tốt vẫn phải được xác định. Vì nghiên cứu này là một nghiên cứu đầu tiên báo cáo mối liên quan giữa việc thêm muối vào thực phẩm và tỷ lệ tử vong, nên cần có các nghiên cứu sâu hơn để xác nhận các phát hiện trước khi đưa ra khuyến nghị, các nhà nghiên cứu đã lưu ý. Bây giờ chúng ta nhìn về mức lương của các thị trưởng và ủy viên hội đồng ở tỉnh British Columbia. Chi phí của mọi thứ đều cao ở Metro Vancouver và có vẻ như điều đó bao gồm cả tiền lương cho thị trưởng và ủy viên hội đồng. Một phân tích về mức lương năm 2021 của mọi thị trưởng và ủy viên hội đồng ở British Columbia cho thấy các chính trị gia địa phương ở Metro Vancouver đang được trả lương cao hơn đáng kể so với những người ở phần còn lại của tỉnh này với quy mô dân số tương tự. 15 trong số 16 thị trưởng được trả lương cao nhất ở tỉnh BC đều ở khu vực Lower Mainland, đứng đầu là Richard Stewart của Coquitlam với 183.365 đô la một năm. Hầu hết những người khác đứng đầu danh sách lương đều ở các thành phố tự trị lớn, nhưng không phải tất cả. Ở West Vancouver, thị trưởng Mary Ann Booth kiếm được nhiều hơn gần 30.000 đô la so với thị trưởng Victor Cummins của Vernon, mặc dù cả hai cộng đồng có dân số tương tự, khoảng hơn 44.000 người. Sự chênh lệch lớn nhất so với mức trung bình của tỉnh là thành phố Langley, dân số 28.963 người, nơi thị trưởng và các ủy viên hội đồng có mức lương gần gấp đôi so với những người đồng cấp ở các thành phố có quy mô tương tự như là Penticton, Cowichan và phía Tây Kelowna. Mức lương của thành phố Lan Ly cho thị trưởng và hội đồng dựa trên số tiền trung bình được trả cho các thị trưởng trên toàn Metro Vancouver và các ủy viên hội đồng Lan Ly nhận 40% số tiền mà thị trưởng kiếm được. 10 cầu thủ bóng chày từ Hoa Kỳ chưa tiêm chủng sẽ bỏ lỡ trận đấu với Toronto Blue Jays. Đội bóng chày Kansas City Royals sẽ vắng mặt 10 trong số 26 cầu thủ trong danh sách của họ cho chuyến đi sắp tới đến Toronto do các quy định hạn chế của Canada đối với những khách du lịch chưa được tiêm vaccine COVID-19. Huấn luyện viên trưởng Mike Matheny cho biết, câu lạc bộ sẽ không có những cầu thủ nổi tiếng như là Andrew Benetendi cùng nhiều người khác. Điều này xảy ra sau khi Philadelphia Phillies đối mặt với Toronto tuần này mà không có một số cầu thủ của họ vì vaccine COVID-19. Đội Phillies đã không có sự phục vụ của một vài cầu thủ trong một loạt hai trận đấu do các hạn chế của Canada đối với khách du lịch chưa được tiêm phòng. Kansas City Royals sẽ chơi bốn trận ở Toronto, 10 cầu thủ sẽ bị đưa vào danh sách hạn chế và bị mất 4 ngày lương. Tiếp theo trong bản tin là một số tin tức thế giới. Nếu quý vị chưa đăng ký kênh chúng tôi kính mời quý vị đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo ngay cái bên để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Và để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi ở dưới phần comment và giúp chia sẻ, share video để giúp phổ biến thông tin này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Mời quý vị tiếp tục theo dõi một số tin tức thế giới đáng chú ý sau đây cùng với Hoàng Anh. Làn sóng COVID-19 mới đang càng quét châu Á, chủ yếu do biến thể BA.4 và BA.5. Một làn sóng coronavirus mới đang nhanh chóng lan rộng khắp châu Á, trải dài từ New Zealand đến Nhật Bản. Sự gia tăng các ca mắc COVID-19 mới hầu hết được ghi nhận là các ca mắc biến thể BA.4 và BA.5 của Omicron. Điều này đã tạo thêm thách thức mới cho các nhà chức trách mà đang phải chật vật với sự suy thoái kinh tế đến từ các đợt dịch bệnh trước đó. Chính phủ New Zealand vào hôm thứ năm đã công bố khẩu trang miễn phí và xét nghiệm kháng nguyên nhanh nhằm cố gắng giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế của đất nước, nơi đang đối phó với sự hoành hành của cả Covid-19 và bệnh cúm trong mùa đông ở nam bán cầu. Quốc gia với dân số 5,1 triệu người này hiện có gần 69.000 người mắc Covid-19. Tương tự như là New Zealand, Hàn Quốc cũng là quốc gia nhận được sự khen ngợi vì đã sớm ứng phó với đại dịch. Nhưng cho đến thứ tư, số ca mắc hàng ngày ở nước này đã tăng gấp 3 lần trong một tuần, lên hơn 39.000 ca. Tại Nhật Bản, các ca mắc COVID-19 mới đã tăng lên mức chưa từng thấy kể từ đầu năm nay. Chính phủ đã kêu gọi mọi người đặc biệt cẩn thận trước một kỳ nghỉ cuối tuần dài sắp tới và kỳ nghỉ hè sắp diễn ra. Nhật Bản đã báo cáo gần 95.000 ca mắc COVID-19 mới vào thứ tư và số bệnh nhân mới nhiễm virus đã tăng gấp 2,14 lần so với tuần trước. Trong khi tình hình dịch bệnh Covid ở Thái Lan có xu hướng giảm, các ca mắc Covid-19 ở Indonesia lại gia tăng và đạt mức cao nhất kể từ tháng 3. Tại Philippines, các ca mắc Covid-19 mới và tình trạng nhập viện vẫn ở mức thấp, nhưng chính phủ đã cảnh báo số ca mắc có thể tăng ít nhất là 20 lần vào cuối tháng này. Trong khi đó thì tại Trung Quốc, nước này đã báo cáo trung bình mỗi ngày có hơn 300 ca mắc Covid-19 tại địa phương trong tháng 7, cao hơn khoảng 70 ca vào tháng 6. Trong khi đó, tại Việt Nam, Việt Nam yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị ứng phó khi các ca mắc sốt xuất huyết gia tăng. Bộ Y tế hôm thứ Năm cho biết, các ca mắc bệnh sốt xuất huyết ở Việt Nam đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021, đồng thời cảnh báo các bệnh viện sẽ phải hoạt động hết công suất vì dự kiến sẽ có thêm nhiều ca nhiễm trùng hơn. Việt Nam đã ghi nhận 89.120 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong 6 tháng đầu năm, tăng so với 35.936 trường hợp ở một năm trước đó, tương ứng với tỷ lệ là 148%. Số người chết vì sốt xuất huyết đã tăng gấp 3 lần lên 34 người so với cùng kỳ. Trong những năm gần đây, đất nước với 98 triệu dân này thường ghi nhận khoảng 110.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, với mức độ nhiễm trùng cao nhất thường diễn ra từ tháng 6 đến tháng 10. Sốt xuất huyết là một loại bệnh do mũi lây truyền và rất phổ biến ở Đông Nam Á, Gây ra các triệu chứng giống như là bệnh cúm và chưa có thuốc chủng ngừa. Các hình thức nghiêm trọng của bệnh có thể dẫn đến chảy máu ở bên trong cơ thể và đe dọa tử vong ở người bị mắc bệnh. Lũ lụt ở miền Tây Nam Virginia, Hoa Kỳ khiến hàng chục người bị mất tích, hơn 100 ngôi nhà bị tàn phá. Sau khi mưa lớn đã gây ra lũ lụt và tàn phá vùng nông thôn ở quận Buchanan, các quan chức ở phía Tây Nam Virginia cho biết hàng chục người hiện vẫn chưa rõ tung tích và có khả năng hơn 100 ngôi nhà đã bị hư hại. Những người phản ứng đầu tiên từ khắp vùng Tây Nam và Trung Nam Virginia đã tiến đến khu vực khi mực nước dâng cao trong đêm và sáng sớm thứ tư. Trước đó một ngày, Văn phòng Dịch vụ Thời tiết Quốc gia ở Charleston đã ban hành cảnh báo lũ quét kéo dài đến đầu ngày thứ tư cho các khu vực của West Virginia và Virginia, đồng thời cũng cảnh báo về dông bão nghiêm trọng xảy ra trong khu vực. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Tư, Phó Giám đốc Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Buchanan cho biết không có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Vào cuối ngày, cảnh sát cho biết các quan chức của tiểu bang hiện đang điều tra các báo cáo về 44 người bị mất tích. Tình trạng lỡ đất đang tạo ra những trở ngại cho 18 đội tìm kiếm và cứu hộ ứng phó với lũ lụt. Chuyên gia tìm kiếm và cứu hộ từ Bộ Quản lý Khẩn cấp Virginia đã khuyến cáo người dân tránh lái xe trừ khi thật sự cần thiết do một số con đường trong khu vực đã bị đóng cửa do lũ lụt. Một video hướng dẫn cách để sống sót sau một cuộc tấn công hạt nhân do giới chức New York City ban hành khiến người dân hoang mang. Mới đây, một đoạn video hướng dẫn về các biện pháp để sống sót sau một cuộc tấn công hạt nhân do thành phố New York công bố đã khiến người dân trở nên bối rối. Bởi họ không biết khi nào lời khuyên này sẽ được ban hành. Được phát hành trực tuyến hôm thứ hai, đoạn video dài 90 giây đã đưa ra ba bước mà người dân New York nên làm theo nếu một vụ nổ hạt nhân lớn đã xảy ra. Mặc dù các quan chức nói rằng khả năng xảy ra một cuộc tấn công là rất thấp, người phát ngôn của văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp của thành phố New York đã lên tiếng trấn an người dân về đoạn video này. Theo đó, người phát ngôn cho biết Mục tiêu của chiến dịch là nhằm thông báo cho công chúng về những biện pháp an toàn nếu vũ khí hạt nhân được chỉa hướng vào New York. Theo Reuters, Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng là Jake Sullivan cho biết, Chính phủ liên bang không đóng vai trò nào trong việc công bố đoạn video nói trên. Ông Sullivan cũng không tin rằng đó là kết quả của việc chia sẻ thông tin tình báo. Đoạn video nói trên được công bố trong bối cảnh lo ngại về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, đặc biệt là khi phương Tây đang đáp trả cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Các quan chức Nga cũng đã cảnh báo Mỹ và các quốc gia phản đối cuộc xâm lược của Nga nên tránh bất kỳ hành động nào có nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Hãng xe hơi Hyundai Motor ra mắt chiếc sedan điện đầu tiên cạnh tranh với Tesla. Tập đoàn Hyundai Motor hôm thứ Năm đã chính thức ra mắt Ioniq 6 là chiếc sedan chạy bằng điện đầu tiên của họ. Động thái này cho thấy nhà sản xuất xe hơi đến từ Hàn Quốc đang đặt cược rằng mẫu sản phẩm mới này sẽ giúp họ chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường xe điện EV do Tesla thống trị. Mẫu sedan của Hyundai sẽ mở rộng phạm vi EV của họ, vượt ra ngoài các mẫu xe crossover, tức là xe lai giữa sedan và SUV và xe SUV hiện tại để cạnh tranh trực tiếp với mẫu xe sedan Model 3 bán chạy nhất của Tesla. Hãng Hyundai và Kia đã là những nhà vận chuyển xa điện lớn thứ hai trên toàn cầu ngoại trừ Trung Quốc từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, với tổng thị phần là 13,5% và chỉ đứng sau Tesla với tổng thị phần 22%. Xe Ioniq 6 là một trong hơn 31 mẫu xe điện mà tập đoàn Hyundai Motor hiện có kế hoạch giới thiệu đến năm 2030 để bảo đảm bao phủ 12% lượng xe điện trên toàn cầu. Mẫu sedan điện của Hyundai sẽ có tầm hoạt động driving range khoảng 610 km, tức là 380 dặm và sẽ có giá dao động từ 55 triệu won, tức là 41.949 đô la Mỹ đến 65 triệu won cho thị trường Hàn Quốc Xe Ionix 6 sẽ có mặt tại Hàn Quốc trong năm nay và dự kiến ra mắt thị trường Mỹ vào quý 1 năm sau. Phát hiện bức chân dung tự họa chưa từng được nhìn thấy trước đây của họa sĩ Vincent Van Gogh nhờ chụp X-quang. Mới đây, phòng trưng bày quốc gia của Scotland đã phát hiện một bức chân dung tự họa chưa từng được biết đến trước đây của danh họa Vincent Van Gogh thông qua phương pháp chụp X-quang Trước thềm diễn ra cuộc triển lãm A Taste for Impressionism tại Học viện Hoàng gia Scotland, Edinburgh, các nhà tổ chức ở Vương quốc Anh đã tiến hành chụp X quang các tác phẩm. Sau đó, họ đã vô tình phát hiện một bức chân dung tự họa được đặt ở phía sau tác phẩm, Head of a and Woman, 1885 của danh họa người Hà Lan này. Bức chân dung tự họa chưa từng được công bố, được bao phủ bởi nhiều lớp keo và bìa cứng. Các chuyên gia cho rằng Danh họa Van Gogh đã tận dụng mặt sau của tác phẩm để tiếp tục thực hiện bức họa mới nhằm tiết kiệm chi phí. Bức chân dung tự họa mới được phát hiện cho thấy một người đàn ông có râu, đầu đội chiếc mũ có vành với một chiếc khăn được buộc lỏng ở phần cổ họng. Đáng chú ý nhất là chiếc tay trái của Van Gogh vốn đã bị cắt bỏ vào năm 1888 để được thể hiện rất rõ ràng trong bức tự họa Hiện tại thì các chuyên gia đang tìm hiểu xem làm thế nào để họ có thể tách hai bức tranh này ra khỏi nhau mà không gây tổn hại đến chúng. Phần tin này cũng đã kết thúc bản tin trưa ngày 14 tháng 7 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Kênh Culture Channel có các video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, đời sống, tư vấn di dân di trú được cập nhật trong tuần. Kính mời quý vị đón theo dõi xin kính chúc quý vị và các bạn luôn nhiều sức khỏe và bình an hoàng anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo